Cho đến thời điểm hiện tại, phim truyền hình Tiếng Sét Trong Mưa do nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Phương Điền làm đạo diễn vẫn đang lôi cuốn nhiều sự thân mật từ người theo dõi. Trong loạt diễn biến mới nhất, Khải Duy Cao Minh Đạt tỏ ra hoảng loạn khi hai cậu đại trượng phu là Xuân Bạc Công Khanh và Thanh Bình Quốc Huy đều muốn cưới Thị Phượng Anh Kiều làm vợ. Nhưng gái găm thay, Phượng chính là con gái của Thị Bình Nhật Kim Anh. Xét về quan hệ huyết thống, Phượng với Thanh Bình là đồng đội cùng mẹ khác cha. Phượng nói dối rằng cô đã có trai với Thanh Bình. Lại nói về Thị Bình, dù biết đại trượng phu con gái đang có tình cảm với nhau nhưng bà cứ âm ừ che giấu thân phận. Nhưng Thị Bình càng cố ngăn cấm thì Phượng Thanh Bình lại càng muốn đến bên nhau hơn. Để thuyết phục Thị Bình cho lấy Thanh Bình, Phượng đã nói dối cô có mang. Tình tiết này hiện ra trong đoạn clip quảng bá phim được ekip phát hành tung ra. Cũng trong đoạn clip, dì nghĩ rằng chuyện quyết không nói ra sự thật của mình là nguyên nhân khiến cho hai đứa con dương vào bẫy khổ, Thị Bình đã quyết định phải làm điều táo bạo, ấy là nhờ Khải Duy giúp đỡ. Nhiều người theo dõi đoán rằng, Thị Bình đã tự mình đến bắt gặp Khải Duy và thú nhận chuyện bà chính là người thiếu nữ mà ông yêu thương nhớ suốt mấy chục năm dài. Tiếng ru ngọt ngào chính là dấu hiệu nhận biết để Khải Duy xác thực người đứng trước mặt mình đích thực là Thị Bình. Khải Duy Thị Bình trong khoảnh khắc nhận ra nhau. Sau đó, Khải Duy Thị Bình xả thân ôm nhau, sau 24 năm xa cách, cặp đôi giai chính đã hội ngộ như thế đấy. Tuy nhiên, đứng trước bao nhiêu mối duyên gian nghiệt phủ lên đời các con, Thị Bình Khải Duy sẽ làm thế nào để giải quyết? Liệu rằng hai người có đủ sức kéo Thanh Bình ra khỏi Phượng hay không? Khải Duy ôm chặt Thị Bình trong phút giây hội ngộ. Những tập phim tiếp theo của Tiếng Sét Trong Mưa lên sóng vào lúc 20 giờ không từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên.